Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị, nấu cơm có lẽ là một trong những công việc được coi là đơn giản nhất trong các quá trình nấu nướng và không đòi hỏi các công đoạn phức tạp. Bạn chỉ cần đong gạo, vo gạo, sau đó là cho nước, đặt vào nồi rồi bấm nút, chờ cơm chín là có thể có những bát cơm dẻo thơm rồi đúng không ạ? Thế nhưng dù đơn giản như thế, thì nhưng bạn có nghĩ là mình đang thực hiện sai ở khâu nào đó khiến cho cả gia đình mình đang bị đầu độc bằng chính nồi cơm ấy không ạ? Nhiều người thường chủ quan trong công việc được cho là dễ nhất của đất này, khiến cho bản thân không may mắc phải những sai lầm không phát hiện ra như là vo gạo nhiều lần hay là nấu cơm với nước lạnh mà không biết rằng những lỗi sai này sẽ lấy đi những dưỡng chất quý giá trong gạo và mang đến cho bạn những căn bệnh mà bạn không ngờ tới. Vậy thì để có thể nấu được những nồi cơm ngon, đầy đủ các chất dinh dưỡng, bạn cần lưu ý những gì để tránh được những sai lầm? Hãy cùng theo dõi video của chúng tôi để cùng tìm hiểu quý vị nhé! Những tưởng rằng nấu một nồi cơm là dễ, thế nhưng nếu không cẩn thận mà mắc phải những sai lầm sau đây, bát cơm của bạn chẳng những còn chút dinh dưỡng gì mà còn gây nguy hại cho sức khỏe. Thứ nhất, vo gạo quá kỹ. Vo gạo cũng không kém phần quan trọng so với việc chọn gạo. Thông thường, các bà nội trợ cho rằng càng vo gạo kỹ thì càng tránh được bụi bẩn và vi khuẩn. Tuy nhiên, việc làm này lại làm mất đi những chất dinh dưỡng trong hạt gạo. Trên thực tế thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn chỉ nên vo gạo nhẹ nhàng, cho nước vào nồi cùng với gạo, dùng tay khuấy nhẹ để bụi bẩn trấu nổi lên trên bề mặt, dùng tay nhẹ nhàng sàng lọc để lấy sạn. Cuối cùng đổ nước đó đi, tránh vỏ sát gạo vào nhau sẽ làm mất đi nhiều dưỡng chất trong hạt gạo. Thông thường chỉ nên vo nước khoảng 2 lần và chỉ nên khuấy kỹ lần đầu tiên. Phần nước đầu này có thể bón cây hoặc rửa mặt đều tốt vì có nhiều chất dinh dưỡng. Thứ hai, không rửa sạch tay trước khi vo gạo. Đây là một trong những sai lầm khi nấu cơm mà rất nhiều người mắc phải. Hàng ngày, đôi tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn và chất bẩn. Thậm chí, theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ trên lòng bàn tay. Vì thế, việc không rửa sạch tay hoàn toàn có thể chính là con đường bạn truyền vi khuẩn vào cơ thể thông qua nồi cơm. Thứ ba, vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm. Nhiều người dùng có thói quen vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện. Thế nhưng bạn có biết, để an toàn với người dùng, nhà sản xuất gạo đã tạo ra một lớp bảo vệ mặt nồi. Việc vo gạo trực tiếp trong lòng nồi sẽ dễ khiến bề mặt bảo vệ bị chảy xước, không chỉ giảm tính thẩm mỹ của nồi cơm điện mà còn khiến cho nó nấu ăn mất an toàn, đặc biệt là với nồi chống dính. Lời khuyên tốt nhất đó là bạn nên vo gạo bằng rổ, giá hay là một chiếc thau nhỏ, sau đó chút gạo vào nồi cơm điện và thêm nước trước khi nấu. Thứ tư, nấu cơm bằng nước lạnh. Việc dùng gạo nấu cơm bằng nước lạnh rất phổ biến ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nấu cơm bằng nước nóng sẽ tốt hơn là nấu cơm bằng nước lạnh. Điều này áp dụng cho cả nồi cơm điện hay là nồi gang đun bếp ga hoặc bếp củi. Bởi nước sôi vừa giúp hạt gạo nhanh chín hơn, khiến thời gian nấu cơm ngắn đi, vừa làm hạt gạo chín đều và dẻo hơn nhờ các chất dinh dưỡng ít bị mất. Nấu cơm bằng nước lạnh sẽ khiến hạt gạo trương lên và các chất dinh dưỡng đồng thời cũng tan ra trong nước. Nếu nấu cơm bằng nước nóng, lớp ngoài của hạt gạo sẽ co lại và tạo thành lớp màng bảo vệ giúp cho hạt gạo không bị vỡ nứt, từ đó các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại. Nấu cơm bằng nước sôi, đậy vung giữ nhiệt, tránh cho gạo tiếp xúc với không khí sẽ khiến lượng vitamin B1 giữ lại được nhiều hơn 30% so với cách nấu bằng nước lạnh. Thứ năm, đổ ít hoặc quá nhiều nước. Nếu không muốn ăn cơm quá nhão hoặc khô cứng, bạn nên chú ý lượng nước vừa đủ. Nếu cơm gạo tẻ trắng, tỷ lệ giữa gạo và nước là 1:1.2 đến 1:4. Thông thường, mặt nước cao hơn mặt gạo từ 2 đến 4mm là vừa. Tuy nhiên, tỷ lệ này cũng chỉ mang tính tương đối. Khi mua gạo về, cần nấu thử trước. Ví dụ như 5 lạng gạo cộng 600ml nước, sau đó điều chỉnh dần cho phù hợp. Thứ 6. Để cơm chín quá lâu rồi mới ăn. Vì hoàn cảnh bắt buộc hoặc là vì thói quen, nhiều người cắm được cơm điện, thế nhưng lại để rất lâu sau đó mới ăn. Việc làm này không chỉ khiến cơm bị khô, cứng, mà còn làm giảm đi một lượng chất dinh dưỡng nhất định. Tốt nhất, bạn nên ăn cơm sau khi bật nút ủ khoảng 10-15 phút. Đó cũng chính là lúc cơm ngon, ngọt và tơi nhất. Thứ 7. Mở vung ngay sau khi nồi nhảy nút hâm nóng. Nấu cơm bằng nồi cơm điện sẽ tự động nhảy từ chế độ nấu sang chế độ hâm nóng. Bạn không nên mở vung ngay lúc này mà nên để chế độ hâm nóng khoảng 5-10 phút, sau đó mới mở vung và xới cơm ăn. Nếu mở ngay khi cơm vừa chín, phần cơm trên vẫn còn hơi nhão, bạn nên để thêm một chút để hạt cơm se lại, ăn sẽ thơm và ngon hơn.
Khi nồi cơm báo nấu xong, chuyển sang giữ ấm, bạn cũng có thể mở vung nồi, dùng đũa đảo đều và đậy nắp lại để ủ cho đến khi nào ăn. Thứ 8. Đảo cơm nhiều lần. Nhiều bà nội trợ thường có thói quen đảo cơm nhiều lần khi cơm sôi. Việc khuấy cơm này sẽ khiến cho tinh bột hoạt hóa và ngăn ngừa sự hình của túi hơi. Trong một số trường hợp còn làm gạo bị nhão ngoài ý muốn. Bên cạnh đó thì việc đảo cơm nhiều khi cơm sôi có thể khiến nồi cơm không còn ngon bởi việc mở nắp ra sẽ làm thay đổi tỷ lệ gạo và nước cần thiết khiến cho cơm chín sẽ bị khô. Thứ 9. Ăn gạo mốc. Nhiều bà nội trợ vì lý do tiết của mà sử dụng lại gạo mốc bằng cách vo thật kỹ. Tuy nhiên, điều này vừa mất đi chất dinh dưỡng có trong gạo lại vô cùng nguy hại cho sức khỏe. Bởi khi gạo có biểu hiện mốc thì bản thân nó không nằm ở vỏ mà những vi nấm đó đã nằm từ trong thân của gạo nên bạn không thể loại sạch bằng việc vo nhiều lần. Những vi nấm gây nấm mốc lại có khả năng sinh ra ung thư cực kỳ cao. Thứ 10. Thích ăn gạo trắng tinh. Hạt gạo trắng nhìn rất đẹp mã thì nhưng chưa chắc đã ngon hơn. Trên thực tế thì những hạt gạo quá trắng là do được xay sát quá kỹ, khiến cho lớp cám bao bên ngoài vốn chứa những thành phần dinh dưỡng tốt nhất của gạo cũng bị lấy đi. Nếu ăn loại gạo này thường xuyên, bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất lớn. Nghiên cứu tại trường y tế công cộng Harvard ở Boston, Mỹ đã đưa ra, ăn gạo trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn 3 bữa gạo trắng mỗi ngày sẽ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hơn những người ăn 2 bữa một tuần. 11. Chọn gạo có mùi quá thơm hay quá trắng. Nhiều nhà thích ăn cơm có mùi thơm, tuy nhiên phần lớn các loại gạo này đều có mùi hương đặc biệt, lưu lại được lâu thì đều phải sử dụng hương liệu tạo mùi, giữ mùi. Các loại hóa chất này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe hơn là các loại gạo tự nhiên. Ngoài ra thì các bà nội trợ cũng thích các loại gạo có màu trắng đẹp mắt. Thực tế thì phần lớn các loại này đều bị xay sát quá kỹ, mất đi lớp cám bao bên ngoài, vốn chứa những thành phần dinh dưỡng tốt nhất của gạo. Phần gạo để ăn chỉ là lõi bột đường của gạo, do đó nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường hay huyết áp cao. Vì vậy, khi mua gạo, bạn nên chọn những loại gạo có sắc và mùi hương tự nhiên, đặc biệt tránh những loại có mùi hương lạ hay là màu trắng quá mức. Trước khi mua, nên bỏ nắm gạo trên tay để ngửi nhằm phân biệt gạo có sử dụng hóa chất tạo mùi hay không. 12. Bảo quản gạo không cẩn thận. Đây cũng là việc làm quan trọng để có một nồi cơm ngon và nhiều dinh dưỡng. Để tránh gạo bị ẩm, mốc hay biến chất, chúng ta nên bảo quản trong lọ kín, khô ráo. Đặc biệt, các bạn cần lưu ý tránh để gạo tiếp xúc với ánh nắng hoặc nhiệt độ cao vì có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng và các chất dinh dưỡng có trong gạo. 13. Nấu tất cả các loại gạo giống nhau. Có nhiều loại gạo khác nhau, thế nên để nấu chúng cũng không hề giống nhau. Nếu áp dụng một công thức để nấu tất cả các loại gạo, nhiều khi bạn sẽ làm mất đi các giá trị dinh dưỡng của chúng. Ví dụ như gạo lứt sẽ cần nhiều nước hơn gạo trắng, gạo lứt hạt ngắn sẽ cần nhiều nước hơn gạo lứt hạt dài. Thưa quý vị và các bạn, cơm trắng là loại thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người, đặc biệt là với người Việt. Tuy nhiên thì ngay từ khi nấu cơm, chúng ta đã có thể mắc nhiều sai lầm, khiến cho món ăn quen thuộc hàng ngày này không những mất hết chất dinh dưỡng mà còn gây tổn hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì chẳng những sai sót trong khi nấu, mà ngay cả khi ăn cơm hàng ngày, chúng ta cũng đã mắc không ít sai lầm, khiến cho nguy hiểm chồng chất, đe dọa sức khỏe của người sử dụng. Vậy thì chúng ta nên bỏ ngay những thói quen ăn cơm sai lầm nào để bảo vệ cho sức khỏe? Hãy cùng tiếp tục theo dõi video của chúng tôi để cùng tìm hiểu quý vị nhé! 1. Ăn quá nhiều cơm trắng. Người Việt từ lâu đời đã có thói quen ăn quá nhiều cơm trắng, nhất là với những người thuộc thế hệ trung tuổi trở đi. Tuy nhiên, thói quen này lại có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Theo nghiên cứu của Đại học Y tế Công cộng Harvard, ăn nhiều cơm gạo trắng sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, thậm chí là cao hơn rất nhiều so với việc sử dụng đồ uống có ga. Kết quả cho thấy, một bát cơm trắng mỗi ngày tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 11%. Nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa gạo trắng và bệnh tiểu đường cao hơn ở người châu Á so với người châu Âu. Mặc dù vậy, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi cho rằng gạo trắng không nằm trong nhóm nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường. Theo tổng điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong khẩu phần ăn của người Việt có 70-80% từ tinh bột, bao gồm gạo, mì, ngô, khoai, sắn, tùy theo từng vùng miền, lượng đạm và chất béo chiếm rất thấp. Cho đến nay, tỷ lệ này đã thay đổi nhiều và hướng tới chế độ hợp lý hơn, tăng khẩu phần đạm có trong cá, trứng, thịt, tôm, cua và chất béo, dầu, mỡ, bơ. Bác sĩ Tường Vi nhấn mạnh, người Việt bao đời nay đều thích ăn gạo trắng, thế nhưng hiện nay mức độ tiêu thụ chất bột đã giảm đi rất nhiều. Chưa có thể ăn 3-4 bát cơm, sao phải giảm xuống có khi chỉ còn nửa bát. Do đó không nhất thiết phải nhịn cơm mà chỉ là ăn ở mức độ hạn chế.
Phó giáo sư Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho rằng, chúng ta cần phải thay đổi quan niệm bữa cơm thành bữa ăn vì thói quen ăn quá nhiều cơm trắng không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó thì bạn nên đa dạng thực phẩm, ăn nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường chất xơ, tập thể dục để tiêu hao năng lượng, người khỏe hơn. 2. Ăn cơm nguội. Nhiều bà nội trợ có thói quen tận dụng cơm nguội, đặc biệt là sử dụng cơm nguội để rang cơm. Cơm nguội để lâu sẽ rất dễ đưa bệnh vào người. Kể cả khi cơm nguội không có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang, hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, nôn, tiêu chảy hay mệt mỏi. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người chỉ nên ăn cơm nóng hoặc cơm nóng vừa được để nguội. Nếu ăn không hết, cơm cần phải được bảo quản trong tủ lạnh không quá 24 giờ. Không ăn khi cơm có các dấu hiệu bất thường. 3. Không ăn cùng rau củ. Cơm là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Ăn cơm cùng rau củ đẩy lùi cảm giác thèm ăn, ngăn chặn béo phì. Đồng thời, trước lo ngại, ăn nhiều tinh bột gây đái tháo đường. Chất xơ từ rau củ rất hữu ích trong việc tạo ra màng lưới, làm chậm quá trình đường hấp thu vào máu. Do đó, khi cơ thể nạp tinh bột, việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây sẽ luôn là trợ thủ đắc lực, từ đó hạn chế các căn bệnh như tiểu đường, béo phì, rối loạn chuyển hóa. 4. Ăn cơm chan canh. Theo thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Lâm Sàng, thói quen vô cùng phổ biến của người Việt từ xưa đến nay ít ai bỏ được chính là việc ăn cơm chan canh. Thói quen này vô cùng có hại vì sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Chuyên gia lý giải, khi nhai thức ăn, nước bọt trong miệng sẽ không ngừng tiết ra để làm ẩm thức ăn, từ đó việc nhai thức ăn trở nên nhanh hơn. Chưa hết, enzyme trong nước bọt cũng sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, từ đó hấp thụ thức ăn tốt hơn. Thế nhưng, khi ăn cơm chan canh, bạn thường có xu hướng bỏ qua việc nhai thức ăn hoặc nhai không kỹ, thức ăn kèm cơm sẽ được nuốt nhanh hơn, chưa được hấp thụ đủ độ nước bọt đã chui xuống dạ dày, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Thức ăn vào dạ dày vẫn ở dạng cứng, chưa được nghiền nhỏ, làm kéo dài thời gian lưu trữ trong dạ dày. Về lâu dài, dễ dẫn đến tổn thương niêm mạc dạ dày do dạ dày phải làm việc vất vả hơn. Chưa hết, ăn cơm chan canh vô cùng có hại cho người bị đau dạ dày. Trẻ nhỏ ăn cơm chan canh cũng sẽ dễ tạo cảm giác no ảo, dẫn tới thiếu chất. Về lâu dài, trẻ sẽ hình thành thói quen lười nhai, ảnh hưởng đến sự phát triển xương hàm. Bác sĩ Tường Vi khuyên, tốt nhất là bạn nên uống canh trước hoặc là sau khi ăn cơm, cũng như là ăn tất cả các loại thức ăn khác. Người muốn giảm cân nên ăn canh trước khi ăn cơm để tạo cảm giác no, tránh ăn nhiều. Trẻ nhỏ nên ăn canh sau khi ăn cơm và thức ăn để đảm bảo đủ chất. 5. Uống trà trong bữa ăn và sau bữa ăn. Nhiều người cho rằng uống trà trong và sau khi ăn cơm vừa luôn tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn, dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, điều này lại là một sai lầm. Nước trà sẽ khiến cho các chất protein trong thức ăn bị kết tủa lại, làm co niêm mạc dạ dày, loãng dịch vị và gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể, đặc biệt là việc hấp thụ sắt. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm để ăn uống mỗi ngày, thì thói quen ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung. Thói quen ăn uống sai lầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, tạo cơ hội cho việc hình thành nhiều loại bệnh tật nguy hiểm. Và ngay cả việc ăn cơm cũng như vậy, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng ăn cơm nóng, nấu chín với những món ăn lành mạnh, đủ chất mỗi bữa là đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên thì thực tế có nhiều thói quen ăn cơm sai cách, dù rất nhỏ, thế nhưng về lâu dài sẽ gây ra những hậu quả sức khỏe đáng tiếc. Và mong rằng sau video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ có thể thay đổi cách nấu cũng là cách sử dụng cơm của mình để món ăn này thực sự lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy những thông tin ngày hôm nay An Tâm Sống Khỏe mang đến là hay và bổ ích thì đừng tiếc một lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của An Tâm Sống Khỏe.